Tôm và Bống xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay bạn Tôm vừa đi siêu thị mua quyển tập tô. Sau đây bạn Tôm sẽ tô ngôi nhà các bạn nhá. Sau đây các bạn sẽ theo dõi bạn Tôm tô ngôi nhà nhá. Nào, Tôm chuẩn bị tô ngôi nhà cho các bạn xem nhá. Đây nha, ngôi nhà chưa tô nha các bạn nhá. Bạn Tôm bắt đầu tô đây. Đấy. Con này cho cánh cửa màu xanh à? Màu nâu cơ mà. Con thích màu xanh à? À con thích cánh cửa màu xanh à? Rồi, con thích cánh cửa màu xanh. Con thích cánh cửa màu xanh. Con thay đổi màu đấy. Theo ý riêng của mình. Đấy. Không tô cánh cửa màu tím nữa mà tô cánh cửa màu xanh. Đấy, theo ý của bạn Tôm. Đấy. Đấy, các bạn có thể phối màu riêng của mình nhá, không cần theo nguyên bản cũng được. Đấy, phối màu theo kiểu của mình miễn sao nó hợp lý là được các bạn nhá. Đấy. Tiếp nào, một cánh cửa to đã xong, còn hai cánh cửa bé nào? Hai cánh cửa bé. Rồi núm cửa. Tiếp. Hai cánh cửa hai bên, hai cánh cửa hai bên nào. Hai cánh cửa màu xanh rồi thì con xung quanh cái ô này phải màu xanh chứ. Hai cái ô này con phải màu xanh này. Xung quanh ô này. Đúng không? Xung quanh phải màu xanh chứ. Đúng không? Vì con tô cánh cửa màu xanh rồi xung quanh cái kia cũng phải màu xanh. Còn ở giữa là màu khác. Đấy, xung quanh cái đấy là màu xanh luôn. Nó cùng màu. Vì nó đang thiếu không có màu tím. Đấy, màu tím bạn Tôm đi. Rơi đâu mất rồi. Đấy, cái khung cửa màu xanh nhưng nó lại xanh. Xanh tím than. Đấy, bạn ấy phối màu lại thành màu xanh tím than. Đấy. Cả bên kia nữa con bên này cũng phải xanh tím than, hai bên giống nhau. Con dịch luôn cái này vào, đấy. Ok. Đấy, màu xanh tím than. Bạn Bống cũng đang vẽ nha, bạn Bống vẽ. Bống vẽ gì đấy con? Bống vẽ, Bống cũng vẽ, à Bống vẽ cà chua. Quả cà chua chứ. Ừ, quả cà chua chứ. Bạn Tôm đang vẽ ngôi nhà theo ý của bạn đấy. Đấy, phối màu riêng với bạn đấy. Không theo đúng nguyên bản mà phối theo ý của bạn Tôm. Đấy. Rồi. Tiếp ở giữa. Còn tự phối màu. Đấy, màu tím, màu đấy cũng được. Màu hồng. Bạn Bống bạn ấy chưa biết vẽ nên bạn ấy vẽ theo ý đồ của bạn ấy đây. Bạn Bống mới có 2 tuổi thôi nên bạn ấy chưa biết vẽ. Bạn Tôm nay 4 tuổi rồi, bạn Tôm sẽ vẽ đẹp hơn. Nào Tôm con vẽ tiếp đi. Vẽ tiếp đi sao nào. À đúng rồi, màu ngoài màu vàng, yellow cũng ok. Tôm năm nay là lên 4 tuổi các bạn nhá. Bạn Tôm đi học lớp 4 tuổi. Đấy. Bạn Bống là 2 tuổi. Nên bạn chưa biết vẽ, vẽ hơi bị nguệch ngoạc. Đấy. Đây, sau đây là của bạn Tôm. Đấy. Nhìn này. Úi giời ơi, nhìn này. Úi giời, con vẽ hay thế. Con vẽ hỏng rồi. Để anh Tôm vẽ cho thôi. Cá mập à? Ồ. Cá bay. Ừ.
con không biết vẽ đâu, để anh Tôm vẽ cho nhá. Để tối anh Tôm vẽ cho nhá. Đấy, anh Tôm vẽ rất cẩn thận nha. Tàu bay. Đấy, sắp xong phần dưới của ngôi nhà rồi, đấy, đang sơn màu vàng. Đây là do thiếu màu cho nên bản Tôm phối màu lại các bạn nha. Mai bản Tôm sẽ đi siêu thị mua bộ màu mới các bạn nha. Hôm nay bộ màu đây bị thất lạc mất, thiếu mất cho nên bản Tôm tự phối màu lại cái ngôi nhà của theo ý của mình, theo không đúng như nguyên bản. Đấy. Đây cái ô con ạ. Bông vẽ ô à? Trời mưa à? màu đỏ là cái ngói đầu tiên. Ngói đầu tiên, hàng ngói đầu tiên. Hàng ngói đầu tiên là thẫm. Đấy, hàng ngói đầu tiên ở đây này. Hàng ngói đầu tiên với con hàng thẫm đi, hai hàng ngói đầu tiên là thẫm đấy, đúng rồi, bên trên là hàng ngói hồng, hai hàng ngói đây là hàng ngói thẫm. Ok, đúng rồi, hai hàng ngói là hàng ngói thẫm và bên trên là hàng ngói hồng. Tí nữa thôi từ đấy lại ngói thẫm. Sắp xong ngôi nhà rồi các bạn nhá, sắp xong một ngôi nhà rồi. Rồi bạn bạn bóng bạn em vẽ trời mưa này. Úi rồi bạn bóng còn vẽ trời mưa. Trời mưa à? Trời mưa cho nên phải đi ô đúng không? Đội ô đúng không? Hay chưa hết hai hàng chưa còn? Hai hàng tiếp. Ngoái hàng trên ngoái màu hồng. Hàng trên ngoái màu hồng. Màu hồng đi. Ông khói con, ông khói chưa vẽ. Trời mưa. Khói. Ông khói màu vàng. Ừ, ông khói màu vàng. Tí khói màu xanh nữa. Rồi, và cái trên nữa. Còn những cái khói màu xanh blue đi. Những ống khói ấy.
khói xanh màu lu đi con.